BB Trần, Trái, Quang Lâm quen nhau vào năm 2013 qua một ứng dụng hẹn hò. Tình cảm của cả hai ngày càng phát triển và đã dọn về sống chung. Họ cũng cởi mở chia sẻ mối quan hệ với khán giả. Lê Quang Lâm năm nay 31 tuổi xong được khen ngợi trẻ trung, gương mặt baby. Quang Lâm được khán giả biết đến qua phim sitcom Me Best Gay Friend, lấy chủ đề về cộng đồng LGBT năm 2012. Về sau, anh thường tham gia các dự án parody của bạn trai BB Trần. Nam diễn viên thường đồng hành BB Trần ở nhiều sự kiện, tuy nhiên họ hạn chế chụp ảnh chung để tránh gây chú ý. Quang Lâm rất yêu thích du lịch, chụp ảnh. Anh có phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút. Trong mắt BB Trần, người yêu có tính cách nhõng nhẽo nên anh chủ động nhường nhịn, hết mực yêu thương và chiều chuộng. Trong hành trình 8 năm qua, cả hai cũng có lúc giận hờn, cãi nhau nhưng gắn bó bền chặt nhờ tình cảm chân thành tôi nghĩ sự tin tưởng là chìa khóa giúp hai người gắn kết và thấu hiểu nhau lâu hơn bb trần nói về chuyện tình cảm của anh cặp đôi không có dự tính kết hôn chỉ mong cuộc sống bên nhau luôn bình yên và hạnh phúc họ cũng ra mắt gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ chúc phúc từ người thân lẫn khán giả anh tuấn